Tôi đã đến đầu đường. Ở đây có trạm xe bus 222. Xe bus đang tới. Và tôi sẽ lên chuyến xe bus này. Tôi đã ở trên xe bus và đang lên trạm Quincy Center Station. Sau đó tôi sẽ đi qua bên Rochester bằng xe tren. Xe bus đang chờ đèn. Khi nào tới trạm mà mình muốn xuống thì mình sẽ bấm vào nút. Đó là những cái nút mà mình bấm để yêu cầu tài xế dừng lại ở những trạm mà mình muốn xuống. Tôi đang ở trên xe bus. Lúc này xe vào trạm Quincy Center Station. Ở đây tôi có thể đi bus hoặc là đi Strand để qua Quincy, qua Rochester. Rochester là miền nam của Boston. Tôi xuống xe. Đây là Quincy Center. Nếu biết sử dụng mặt cầu này, chúng ta có thể đi được rất nhiều nơi ở bang Massachusetts. Bây giờ tôi xem bảng của xe 210, xem lúc nào có xe, nếu tôi có thể đi xe bus qua Field Corner hoặc là đi xe tren. Đây là cái sketcher bảng lịch của chuyến xe 210, 211, 212. Theo bảng này thì xe 210 lúc 11:15 sẽ có xe. Xe rời Quincy Center. Lúc này là 11:07. Vì vậy tôi sẽ chờ khoảng 9 phút nữa sẽ có xe 210 đi qua bên Field Corner. Nó sẽ tới Field Corner. Field Corner là cái trạm nằm ở bên Rochester. Đó là cách đi xe bus ở vùng này. Nếu trường hợp phải chờ thời gian quá lâu thì tôi sẽ đi xe tren. Tôi sẽ vào bên trong trạm Quincy Center Station để đi xe tren. Lúc này thì tôi đang ở trạm Quincy Center Station để chờ chuyến xe 210 đi qua Field Corner. Đây là bảng xe tren đi trong bang Massachusetts. Nếu đi xe tren thì tôi sẽ lên ở Quincy Center, đi chuyến xe đỏ. Nó sẽ qua Wollaston, qua North Quincy, tới UMass. Tôi đổi xe đi ngược trở ra, bỏ trạm Seven Hills và sẽ đến trạm Field Corner. Tôi rất rành cách đi đứng ở đây. Do đó, đối với tôi, chuyện đi xe bus đổi qua xe tren, đổi qua xe bus là rất thuần thuộc và tiện lợi. Tôi đang chờ
Vài phút nữa sẽ có xe 210 đi qua Kukona. Tôi đã thấy chuyến xe bus 210. Nó sẽ đảo lại. Khi lên xe bus tôi sẽ dùng thẻ từ để quét lên đó. Và với người lớn tuổi thì mỗi lần đi như vậy là mất 80 sen. Tôi đang chờ xe và dùng thẻ này để đi qua Field Corner. Và chi phí chuyến đi là 80 sen. Xe 210 đã vào bến. Tôi sẽ lên xe này. Tôi đã lên xe. Và xe thì rất vắng người. Xe đang ở trạm Quincy Center Station. Xe này trạm cuối là Field Corner. Như vậy thì qua Field Corner xe sẽ dừng lại. Xa xa là nhà thờ Carey Church. Xe đang rời Quincy Center Station. Giờ này xe rất vắng. Bạn thấy bên xe chỉ có mình tôi và xe một tỷ ở phía trước. Xe đã tới trạm, bây giờ thì tôi xuống xe. Và lúc này tôi sẽ đi ra đường Dorchester Avenue để đi lên Dorchester House. Tôi đang ở Field Corner. Hôm nay tiết trời rất lạnh. Một mình tôi đi ra đường Dorchester Avenue. Xe ben đang chạy vào Boston. Tiết trời hôm nay rất lạnh. Đây là những tấm hình cho thấy vùng đất này hồi thời xa xưa. Đó là cảnh trí của gần 100 năm trước. Đây là xe tren Red Line. Tôi sẽ đến đó nạp thêm tiền vào thẻ. Tôi đã vào bên trong trạm Field Corner. Xe Alawai còn 3 phút nữa. Đây là những hình ảnh vùng đất này hồi xưa. Tôi sẽ lên chờ xe. Khoảng 3 phút nữa thì sẽ có
có xe chạy vào Alowan. Tức là tôi sẽ xuống ở trạm JFK. Bây giờ thì tôi đang ở trạm Philcorn. Và tôi đi lên chờ xe. Xe sẽ từ Asma chạy vào. Và tôi lên xe. Xe sẽ chạy theo hướng này để vào Boston. Nhưng mà tôi xuống ở trạm JFK. Ở đó tôi đổi xe để về Quincy Center. Lúc này tôi đang ở trạm Field Corner. Bên kia là xe chạy outbound. Xe chạy inbound, tức là chạy vào Boston, đang vào bến. Nó sẽ vào ở hướng này. Mọi người sẽ ra đứng chờ để lên xe. Bên đây là chạy inbound, thì bên kia chạy outbound, tức là có hai làn xe, một xe chạy vào và một xe chạy ra. Xe chạy inbound đang vào. Tôi sẽ lên chiếc xe này. Lúc này xe rất vắng. Cửa mở, tôi sẽ đi vào. Tôi đã vào trong xe. Và sẽ xuống ở trạm JFK để đổi xe về Quincy Central Station. Tôi đang ở trên xe train đi từ Field Corner đến JFK. Bên ngoài cửa sổ là cảnh sát ở bên vùng Rochester. Trước khi tới JFK thì xe này sẽ dừng lại ở Seven Hills. Hôm nay trời vui vui, rất lạnh. Xe train đang chạy từ Field Corner tới Seven Hills. Đây là cảnh ở vùng Seven Hills, nó gần bờ biển. Thông báo là nó sẽ vào trạm Seven Hills. Ở đây nếu bạn biết đi xe train kết hợp với việc đi cây xe bus thì bạn có thể đi được rất nhiều nơi với một cái chi phí rất thấp, nhất là với những người trên 65 tuổi. Xe đã vào trạm Seven Hills. Mở cửa và cho mọi người đi vào. Tôi đang ở trên xe train regular chạy từ Field Corner qua trạm Seven Hills và rồi sẽ tới trạm JFK. UMass là University Massachusetts. Tôi sẽ
xuống trạm này để đổi xe đi outbound. Và trạm tôi xuống sẽ là Quincy Center. Và từ đó thì tôi đi bus hoặc là thả bộ về nhà. Có lẽ là tôi sẽ thả bộ về nhà. Xe đã vào trạm JFK. Và tôi sẽ xuống ở trạm này. Tôi sẽ đi qua bên kia để đổi xe. Tôi vừa xuống ở trạm JFK. Tôi lên cầu thang để lên chỗ rẻ. Tôi đi qua phía bên kia. Đó là xe chạy outbound. Trạm chót là Brandy. Nhiều người chưa xuống vì xe chưa tới. Ở trên thì ít lạnh hơn. Khi xe vào thì họ sẽ thông báo. Theo bảng điện thì 4 phút nữa sẽ có xe đi Brandy. Đây là JFK Zuman. 4 phút nữa sẽ có xe vào chạy outbound. Đây là cái bản đồ hướng dẫn cách đi xe train. Tôi chờ xe đến để đi đến Quincy Center Station. Tôi đang dùng thuật kể chuyện của mình để nhìn ngắm cảnh vật, nhìn ở dạng rộng và nhìn ở dạng hẹp. Ở dạng focus trên cái cell phone của mình thấy được nhiều việc hơn, đúng không? Đây là bản đồ chỉ cách đi xe train. Hồi nãy thì tôi ở Field Corner, tôi lên ở Field Corner chạy inbound, tức là chạy vào qua Seven Hill tới JFK Zuman. Ở đây tôi đổi xe và tôi sẽ đi ra. Tôi bỏ North, vượt qua sông Neighborset, bỏ North Quincy, bỏ Wollaston tới Quincy Center. Tôi xuống ở đây và sẽ thả bộ về nhà. Ngay trung tâm thì bạn thấy có xe red, orange, blue, green. Những giao điểm như thế này là chúng ta có thể đổi xe. Nếu chúng ta lầm vòng trong subway mà không bước ra thì chúng ta có thể ở cả ngày trong hệ thống subway mà không phải tốn tiền. 80 sen chúng ta có thể đi dạo khắp mọi nơi trong cái hệ thống subway. Đừng bước ra thì chúng ta có thể đi hết mọi chỗ, kể cả các cái xe red, green, blue và yellow. Bây giờ chúng ta sẽ chờ xe vào để đi đến Quincy Center Station.
một phút nữa xe sẽ vào. Ở đây bạn thấy có rất nhiều bảng quảng cáo. Ở đầu người ta cũng tranh thủ quảng cáo. Chúng ta lợi dụng những bảng quảng cáo để mở mang kiến thức, học hỏi. Đó là xe Grand Liên Bang màu tím. Còn xe chạy trạm Brandy chạy outbound đang đến. Bạn thấy xe đang đến. Tôi sẽ lên xe này. Ở đây xe sẽ mở cửa và tôi sẽ lên xe này. Tôi đang ở trên xe tren chạy outbound, tức là nó sẽ vượt qua sông Neboset. Đây là vùng Seven Hill. Ở đây gần biển. Xa xa bạn thấy bồn dầu sơn màu. Ở đây người ta xài điện gió. Xe trên đường đi đến sông Neboset River. Đây là dòng sông Neboset phân ranh giữa Boston và Quincy. Qua dòng sông này sẽ tới North Quincy. Còn bên đây là miền nam của Boston. Như vậy thì xe ren sẽ vào trạm North Quincy Station và nó dừng lại ở đó. Đây là trạm North Quincy. Xe đang dừng lại và cho hành khách đi vào. Đây là vùng North Quincy. Có Chop Lock Marshall. Lúc trước tôi ở đây và lúc này đang xe tới đi ngang trạm Wollaston. Trạm Wollaston đang sửa và chưa xong. Do đó xe sẽ không dừng lại ở Wollaston. Trạm này sửa chữa lớn. Bạn thấy còn rất bề bộn. Do đó xe không dừng lại ở trạm này. Và như vậy trạm tiếp theo sẽ là Quincy Center Station. Xe đang chạy ngang trạm Wollaston. Công việc còn rất bề bộn.
dùng thuật kể chuyện của mình để ghi nhận những cảnh sắc trên đường tôi đi qua. Lúc này tôi đang ở Quincy Center. Và trong thời gian chờ xe bus, xe bus 210 khoảng 10 phút nữa mới đến. Tôi dùng cái phone tai của mình để giải thích cái hệ thống xe tren ở Massachusetts. Xe tren có xe red, gọi là red line, tức là xe màu đỏ, orange xe màu cam, blue xe màu xanh da trời, green màu xanh lá cây. Mỗi xe tren thì có trạm đầu. Ví dụ như xe red line thì khởi đầu từ Braintree, đi theo cái tuyến đường này thì sẽ đến Allaway là trạm chót red line. Nhà tôi thì ở gần trạm Quincy Center, do đó tôi có thể đi bộ đến đây rồi lên xe tren red line. Nếu chạy vào thì gọi là inbound, nếu chạy ra thì gọi là outbound. Tôi lên ở Quincy Center, xe chạy inbound sẽ qua Wollaston, qua North Quincy, vượt qua dòng sông Neposet để rồi tới GFK, tức là Federal Kennedy. Ở đây là University Massachusetts Andrew, rồi chạy tới Broadway. Ở đây là bắt đầu đi vào đường hầm, tức là ở dưới lòng đất, chạy vào tới South Station, đến Downtown Crossing. Nếu ở đây thì chúng ta có thể đổi qua xe cam, còn nếu lên trạm Park Street thì ta có thể đổi xe green. Đây là những điểm mà chúng ta có thể đổi xe. Rồi cứ tiếp tục chạy theo đường này, vượt qua sông Chark, đến cái khu đại học. Đây là Harvard. Chúng ta có thể xuống lên ngay cái đại học Harvard ở đây. Còn ở phía này thì là MIT. Thành ra red line nó có thể đi qua MIT, rồi Central, rồi Harvard, rồi sau cùng là Allaway. Trong trường hợp chúng ta muốn đổi xe thì đến Downtown Crossing, ta đổi qua Orange thì ta có thể đi theo đường này qua High Market. High Market là cái chợ mà thứ bảy những người trồng, nông dân trồng họ đem ra bán rất rẻ. Thứ bảy chủ nhật ở High Market là người ta bán các cái đồ nông sản. Rồi chạy qua North Station đến College Community. Ở đây là Bunker Hill Community College. Và trạm cuối cùng của nó là Oak Grove. Kết hợp các xe tren và các hệ thống xe bus chằng chịt, chúng ta có thể đi rất nhiều nơi ở trong bang Massachusetts. Trường hợp tôi muốn đi qua Dorchester thì tôi sẽ lên xe ở Quincy Center, bỏ Wollaston. Wollaston là cái trạm đang xây cất, nó không dừng lại ở đây. Đến North Quincy, qua Neposet, rồi đến GFK UMass. Ở đây tôi sẽ xuống xe
đổi xe chạy ao bao, chạy ra, chạy ao bao thì tôi bỏ Seven Hill, tôi đến Hill Corner. Xuống Hill Corner thì tôi sẽ có thể đi đến Rochester House rất gần. Nếu tôi muốn đến nhà ánh sáng thì tôi sẽ đưa Somut xuống ở đây. Tôi đi đến nhà bạn sáng trần ở đường Londell rất gần. Đi vô thì là inbound, đi ra thì là outbound. Chỗ này là có thể rẽ nhánh. Dùng màu xanh là biển, nước. Mỗi một tuyến đường thì có đầu trạm. Ví dụ Orange thì có Forest Hill. Và đi theo đường này thì chúng ta sẽ đến Oak Grove là trạm cuối. Nếu tôi muốn ra sân bay thì tôi sẽ lên ở Quincy Center, bỏ Wollaston, bỏ North Quincy, chạy tiếp vào trong và tôi xuống ở South Station. Ở đây tôi sẽ đổi xe màu xám. Xe này sẽ chạy qua vùng Airport Terminal, tức là vùng sân bay Logan. Ở sân bay Logan thì có các cái cổng A, B, C, E. Nếu đi quốc tế thì chúng ta sẽ xuống ở cổng E. Ở đây có hệ thống xe bus chạy dòng giữa các cái cổng của sân bay đến cái Airport Station của Blue. Đây là hệ thống xe bus không có tốn tiền, chạy dòng ở đây. Như vậy, từ cái cổng Terminal E, chúng ta có thể đi xe bus tới Airport Station, lên xe Blue, chạy vào và tới Stay thì chúng ta đổi qua xe Orange, rồi tới Downtown Crossing ta đổi qua xe Red và đi theo tuyến đường này thì chạy outbound thì chúng ta sẽ về đến Quincy Center và từ đây đi xe bus về nhà. Xe bus 202 đã đến và tôi sẽ lên xe bus này để đi về. Đó là câu chuyện đi xe train và xe bus ở vùng đất này. Chào bạn, hẹn gặp lại.